chào mừng tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh YouTube Cuộc Sống Xa Quê. Hôm nay Cuộc Sống Xa Quê cùng với hai đứa con gái của mình là bé My và bé Nhi đi vô một cái park, một cái công viên ở gần nhà đó, để mà xem coi trong công viên này cây cối nó có đổi cái màu chưa. Tại vì mùa thu ở bên này á, cây cối này kia nó chuyển thành một cái màu vàng, màu đỏ rất là đẹp trước khi nó rụng lá để bước vào mùa đông. Đó, nhưng mà khi đi vô tới cái công viên này thì mình thấy nó chỉ có một vài cây lác đác nó chuyển màu thôi. Nó vẫn còn một cái màu xanh xanh. Đó, chưa có đẹp lắm. Thì bây giờ mình cùng với hai đứa con gái mình sẽ đi lên một cái ngọn đồi, treo một cái cầu thang rất là cao để lên một cái ngọn đồi thông. Lên trên đó mình cái tham quan cái ngọn đồi này và nhìn xuống phía dưới. Bây giờ mình sẽ mời tất cả quý vị khán giả cùng theo chân cha con mình để lên trên cái ngọn đồi đó xem như thế nào nha. Ngày hôm nay là nhiệt độ là cao nhất, được 72 độ, là ấm nhất trong tuần. Bắt đầu từ ngày mai là nó xuống còn có 64 độ mọi người. 64 độ rồi là cao nhất, còn lại là 50 mấy và mưa. Cho nên mình tranh thủ bữa hôm nay mình dẫn hai đứa con mình đi cho nó đi một vòng, để mai mốt trời nó vừa lạnh mà nó vừa mưa, nó có thể nó không có đi ra ngoài được nữa. Cho nên bây giờ mình xin mời mọi người cùng đi theo cha con mình nha. Đi lên cây cầu thang. Lu đi cầu thang. Từ từ cháu ấy nó được. Nó đi cầu thang hay quá vậy. Từ từ, cha mệt thôi. Lưu đi hay quá. Cho cái đó đứng đi mệt đi. Cho mở chân này. Lưu đi dữ quá. Nghỉ mệt chút đi. Cây chưa đẹp ổn quá. Không phải cho thấy con chó lộ dưới đó. Không có đâu ngoài lộ. Mình đang ở trên mình đang trên cầu quay xuống rồi. Mới đi lên được một khúc à. Còn một khúc nữa mệt rồi. Đây cái cầu thang cao quá. Mình mệt rồi nè. Con chó muốn đi nữa. Nó thấy con chó nhỏ kia. Mình đang ở trên cao nè. Mới đi được một khúc à, nghỉ mệt rồi. À, cầu thang ở dưới đi lên đó mọi người. Còn Lu nó đòi đi nữa hả? Ok, chưa. Đi Nhi. Thank you.
Rồi đi nhanh quá. Từ từ, mi đi nhanh quá. Hả? Giờ mới xong cái cầu thang. Ừ. Lúc này ăn đi lắm. Không đợi ai hết. Đây mình đang ở trên cao nè. Cây một số nó mới đổi màu lát đá. Lại chỗ kia đứng cho quay xuống cây suối á. Giờ này quay đẹp quá. Mà cây nó chưa đẹp hơn ổn quá. Tái hoài. Ừ, cho nó lên đó đi. Lù với mì với nhì lên đây nghỉ mệt. Đây là cái park rất là rộng luôn rồi. Trên này là trên cái đỉnh của cái đồi. Nãy giờ mình đi cầu thang lên trên này. Mệt quá à. Lu chạy sung lắm. Đi tới chỗ đằng kia dừng nha. Chỗ cái góc đó đó. Đây, trong này một cái gừng cây. Mà bây giờ đi hơi mùa này hơi sớm. Nó không có cây, nó chưa có đổi màu không. Gừng cây thông trong này. Một cái gừng thông. Trên đây là một cái đỉnh đồi rất là cao luôn. So với là mặt đất. Mình đi lại chỗ trống đằng kia. Mình quay xuống phía dưới cho mọi người xem. Đây, bữa nay dẫn con Lu cho nó đi phát. Bữa nay là 72 độ, ngày mai là nó xuống còn 50, năm mấy 60 thôi à. Đây, một cái rừng cây quá trời luôn, bạc ngàn luôn. Mình đang vừa đi vừa quay cho nên cái máy nó hơi lắc lắc. Đó, mặt trời sắp lặn, rất là đẹp luôn. Lù vô đây khoái lắm, chạy quá trời luôn. Nhi đi Hà Nội hả? Nhi đi Hà Nội hả? Ở bên này mùa thu rất là đẹp luôn. Nhưng mà năm nay nó không bằng mấy năm trước. Tại vì thời tiết nó ấm ấm hoài cho nên cây nó không có đổi màu được. Mà vài bữa nó lạnh, đột ngột là mấy cây rụng lá hết, mà nó không kịp đổi màu. Không ở đâu mùa thu đẹp bằng ở Mỹ hết. Này, đây là trên cái đỉnh một cái đồi rất là cao so với mặt đất. Tới là mình sẽ quay xuống dưới cho mọi người xem. Cây nó chưa có đổi màu, rất là tiếc. Cha cầm nó. Mi quay hay. Mi thích quay. Nó lâu cha đi à, cha khỏi đi. Chạy đỡ hồi ai mệt. Phía dưới nó quá chân sâu luôn. Cái vực thở
ẩm ở dưới đó, đọt cây ngang mình thôi. Kìa thấy sâu dưới kìa thân. Một cái rừng thông mà thấy cây rất là cao luôn, bỏ chừng cây ở bên này là cây nè, nó ngã xuống là bỏ, không có ai lấy làm củi, không có lấy gỗ lấy gì hết. Mà tệ hạ, như mệt chưa? Ủa mình đi này họ có đường ra phải không? Từ trước mình đi ha. Cây chưa có đổi màu, không có đẹp lắm. Chỉ giữ là vực thẳm nè. Mình đứng ngang bằng mấy cái đọt cây luôn á. Này mà lọt xuống dưới là xong luôn. Cho đi xuống được. Mấy cái cây này nó cao nè mưa, mà đường cây nó cao chọc giót luôn, má mà quay lên mà còn muốn tới nữa, hả? Nó cao, này có cỡ 100 mét luôn á. Hồi nãy mình đang đi ở trên cây đồi nè, bây giờ đi xuống dưới, cây quá trời cây cổ thụ luôn. Nên cây này nó cao. Đi để tới. Cảnh đẹp ghê luôn. Đang đi giữa một cái rừng thông cao bạc ngàn. Gomi giờ đang đổ dốc xuống. Đang đổ dốc xuống. Lù bữa nay đi đã luôn. Nhìn mỏi chưa? Rất tiếc là cây năm nay nó chưa có được đổi màu, hình răng không được đẹp lắm. Để mai mốt thử coi nó còn có dịp nào ấm nó không, đi quay tiếp tục. Đi ra ngoài này nó sáng sáng. Trong đó cái gì trắng trắng nha. Nhà gì? Muốn đi không? Okay. Một cái cây công viên này nó không thể nào mình đi giáp hết được. Chỉ đi vòng vòng một chút thôi, nó rất là rộng. Đi một chút này thôi chứ mà mình không bao giờ mình đi giáp xe chạy còn 10 phút 20 phút mới giáp được cái công viên này. Bên đây là rất là nhiều cái công viên giống như vậy. Đất còn rất là rộng, cây cối thiên nhiên. Cây cối mưa thấy cổ thụ không? Nó ngã nó đổ đầy không ai lấy hết. Nó có người ta làm mấy cái con đường để cho bà con người ta đi thể dục. Nhi bây giờ Nhi sung Nhi chạy rồi đó. Lâu giờ nó hết nổi rồi. Nãy nó sung bây giờ nó yếu rồi.
đây có mấy cái khúc gỗ người ta cắt cái tròn tròn để cho ngồi nè. Nhi chụp cho tấm hình nha Nhi. Cái đó trồng cây tốt lắm á. Đây là một cái chỗ người ta cắt mấy cái khúc cây, người ta để khúc để ngồi chơi. Cũng có mấy cái ghế nữa. Được trong đây rất là mát mẻ. Bây giờ thì mát, mai mốt sẽ bị lạnh. Con chó mệt chưa? Hồi kia trước mình đi chỗ này nước nhóc, bây giờ nó cũng cạn rồi đó. Đó, mình đi tháng mấy hả? Cỏ. Đây nó có một cái ao nè. Chắc cá nhiều lắm, nó để cơ bản là cấm câu cá. Chỗ này cái công viên cho nên nó không có cho câu cá chỗ này. Mình thấy cá hụt nhiều lắm luôn. Nhưng mà nó để cái bản là không có cho câu. Mấy cái cây bên đây nó rụi hết, nó khô nhiều quá nó tự chết bớt. Cây năm nay mình nghĩ là nó không có được đẹp như mấy năm trước mọi người. Hả? Chừng nào cũng được. Tại trên cái đồi cao hồi nãy nè. Giờ mình đi xuống dưới thấp thôi. Cái đồi nó trên cao bên đó. Đi này là lên cầu lại hả? Muốn đi cầu nữa không? Hả? Ờ đi ra. Cái cầu đẹp quá, giờ này quay Nhi mi đẹp. À, nó làm những cái đường đi bằng gỗ nè. Trời cũng sụp tối à. Mình đi vòng chợ ra nữa là tối là đi về. Mùa này nhanh tối lắm. Đang đi dưới thấp nè, cái đồi tốt trên cao, hồi nãy cao ngập ở trên nữa. Cái này là nó còn hơi đó. Đáy đi để ngồi lên xe đáy à. Đây nè mọi người, cái dốc của nó cao tút trên đó. Hồi nãy mình đi lên trên đó, bây giờ mình xuống tút dưới này. Cái cầu thang mà nãy đi là tút bên kia nó cao mút bên kia, này đang đi dưới cái chân của cái đầu. Dở dò đái hoài. Coi gì vậy? Nó có cái cục đá trên đó. Trên đó cao. Hử? Cây gì? Cây ngã hả? Cây nó ngã hả?
cái cầu thang nãy tốt trên đó. Trên đó đó, nãy mình đi trên đó. Giờ mình đi xuống dưới. Dưới này là một cái hồ, nó cạn nước rồi, mùa này nó cạn nước rồi. Ê, chim. Mấy cái này giống mình trồng ở nhà không nha. Nói đó, dương sĩ á. Dương sĩ quá trời luôn. Đây, mấy cái dương sĩ nè. Cái này mà nó bứng ra nó vô chậu nó bán một chậu 16 đồng nữa. Ồ, dương sĩ nhiều quá luôn. Ừ. Cặp cái sườn đồ này dương sĩ nhiều quá luôn. Nhưng mà mấy cái chỗ này nó cũng không có cho mình lấy đâu. Đó, cái cầu thang hồi nãy mình đi lên trên đó đó, nó cao chót chót trên kia kìa. Nó cao chót chót trên đó mà mình đang đi lên trên đó. Trên đó đó nó cao, người có chút xíu trên đó đó. Chỉ có một cái cây thì nó đẹp thôi. Làm bật kinh không chỗ đâu luôn. Người ta vô đông quá, bữa nay trời ấm. Người ta vô đông kinh không chỗ đâu luôn. Bây giờ trời sụp tối mình đi về. Nếu mà có ấm mình đi những cái phạt khác nữa.